Ở miền Đông Nam Bộ, nắng nóng liên tục hơn một tháng nay. Các chuyên gia nhận định đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất từ trước đến giờ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài ít nhất là một tuần nữa. Trong ngày hôm nay, nắng nóng gay gắt xảy ra ở Đồng Nai với mức nhiệt là 37 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều khu vực khác nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, quý vị cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ. Gần 4.000 hecta rừng Cà Mau đang ở mức báo động cháy cực kỳ nguy hiểm, cấp 5. Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau. Ngoài ra, trong số hơn 33.000 hecta rừng bị khô hạn có nguy cơ xảy ra cháy, có hơn 13.500 hecta ở mức báo động cháy nguy hiểm, cấp 4. Dự báo năm nay nắng nóng kéo dài, khô hạn xảy ra gay gắt hơn so với mùa khô năm trước, sẽ làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, một số nơi thiếu nguồn nước phục vụ chữa cháy rừng. Ngoài Cà Mau thì hiện nay theo Cục Kiểm Lâm có tới 114 điểm nguy cơ cháy rừng ở mức cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm, và 120 điểm là nguy cơ cháy rừng ở mức cấp 4 là cấp nguy hiểm. Và dự báo là thời tiết trong những ngày tới vẫn còn tiếp tục nóng khô, vì vậy theo Cục Kiểm Lâm thì người dân tuyệt đối không được dùng lửa ở trong rừng và gần rừng ạ. Vâng, cảm ơn thông tin của chị Việt Hà. Và trong phần tin tức 5 giờ 30 thì chúng tôi cũng đã thông tin tới quý vị về vụ sạt lở nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tài sản xảy ra chiều ngày hôm kia, ngày 14 tháng 3 tại khu dân cư dọc sông Cầu, khu Vạn Phúc, phường Vạn An của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đáng nói là vào hồi tháng 10 năm ngoái, tại khu vực này cũng đã xảy ra một vụ sạt lở. Vâng, hai vụ sạt lở ở cùng một khu vực xảy ra cách nhau chưa đầy nửa năm. Đây là hậu quả của việc lấn chiếm lòng sông Cầu suốt nhiều năm qua. Nhưng chưa hết, khu vực này vẫn còn nhiều ngôi nhà đang trong tình trạng có nguy cơ cao, tiếp tục bị sạt lở. Vào hồi 15 giờ ngày 14 tháng 3, tại khu vực bến đò Thổ Hà, khu Vạn Phúc, phường Vạn An, căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Cường có diện tích 89m2 bị sạt và trôi hoàn toàn xuống dòng sông. Gia đình bà Thao là hộ liền kề, đã sống tại đây được 24 năm. Bà cho biết, vào hồi đầu tháng 3, ngôi nhà của gia đình bà đã xuất hiện tình trạng nứt gãy. Và trong vụ sạt lở, một phần diện tích đất của gia đình đã bị sạt. Toàn bộ ngôi nhà hiện tại đang có nguy cơ sạt trôi xuống sông bất cứ lúc nào. Tại khu vực sạt lở, có 7 ngôi nhà đang trong tình trạng nguy cơ cao. Từ lúc mà nó có tiếng lạ ở đầu hồi là nó bật cửa sổ ra, thì đến khi mà đổ sập là nó trong vòng có 5 phút đồng hồ. Mà nhìn thấy như thế thì đúng là thực sự là rất đau xót. Nhưng không làm cách nào được. Chính quyền phường Vạn An cho biết từ ngày 1 tháng 3 đã ghi nhận tình trạng nứt gãy tại một số ngôi nhà dọc bờ sông Cầu. Ngay lập tức, chính quyền đã di rời toàn bộ tài sản và người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Do vậy, trong vụ sạt lở ngày 14 tháng 3, không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn. Địa phương bố trí là chỗ ở tạm, vấn đề về an sinh, vấn đề về hỗ trợ cho cái sinh hoạt đời sống của nhân dân ở khu vực đó, rồi thì tổ chức các cái lực lượng để tiếp tục là bảo đảm tuần tra trực 24/24. Nguyên nhân chính dẫn tới các vụ sạt lở gần đây là việc lấn chiếm lòng sông Cầu, dẫn tới thay đổi dòng chảy, gây xói mòn bờ sông, nứt gãy tầng địa chất. Đáng chú ý, vài năm trở lại đây, tình trạng lấn chiếm vẫn tiếp tục diễn ra ở phía đối diện thuộc địa phận thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Để chủ động triển khai hiệu quả việc phòng chống chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại tối đa do cháy rừng gây ra trong mùa khô năm 2024, thì tỉnh Hậu Giang đã nâng cấp dự báo cháy rừng lên cấp 3, cấp cao trên tất cả các khu rừng ở địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, tại các khu rừng trên địa bàn tỉnh, mực nước dưới chân rừng đã xuống thấp và đang dần khô cạn. Thực bì, dây leo tại một số lô rừng đã có hiện tượng chết khô. Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã quyết định nâng cấp dự báo cháy rừng từ cấp 1 lên cấp 3 từ ngày 15 tháng 3 năm 2024. Tỉnh Hậu Giang xác định các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng là hơn 1.600 hectare. Hiện các đơn vị được trang bị 27 máy chữa cháy chuyên dụng, 4 máy bơm tràn. Hầu hết ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã đều được trang bị một máy chữa cháy cơ động và 43 camera giám sát tại các khu rừng. Mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ cháy nổ có nguyên nhân từ việc sử dụng điện không an toàn. Để an toàn cho gia đình mình, mỗi người hãy tìm hiểu kiến thức về sử dụng điện. Chọn dây dẫn đủ tải cho các thiết bị, lắp đặt cầu chì, automat cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình, cho từng tầng, từng phòng và từng thiết bị điện công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện hư hỏng, dây dẫn ải mục. Không cắm nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm.
không tùy tiện câu bóc điện, không cắm dây dẫn trực tiếp vào ổ cắm, không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, cầu dao, ổ điện, thiết bị đốt nóng. Phải trông coi khi đang sử dụng bếp điện, ấm điện, bàn là, và luôn ngắt điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà.